Chào khán giả, anh chị và các bạn. Mình chúc khán giả, anh chị và các bạn mình một ngày mới tốt lành và vui vẻ. Hôm nay mình quay xà lan cho khán giả mình xem cho vui nha.
Chào khán giả, anh chị và các bạn. Video tới đây kết thúc. Cảm ơn khán giả, anh chị và các bạn đã xem hết video của Cuộc Vui Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại.